ta. Bây giờ em nói với người ta nha. Người ta đồng ý bao tiền? Em một nửa, anh một nửa, anh một nửa, người ta. Có tiền tương anh nữa. Thôi. Con trai chơi xe điện đâm vào làm vỡ chum hàng mắm, thiệt hại 22 triệu đồng, nhưng mẹ không xin lỗi, nói rằng trẻ con biết gì đâu. Lại là câu chuyện trẻ con biết gì đâu quen thuộc của những bậc phụ huynh khiến nhiều người bức xúc. Mới đây trong một phiên hội chợ trưng bày các sản phẩm ẩm thực truyền thống, gian hàng mắm bị một em bé đi xe điện tông phải vỡ tan tành. Được biết em bé 3 tuổi này tới hội chợ cùng mẹ. Do sơ suất của mẹ không trông con nên cháu ngồi lên xe điện rồi lao vào sạp hàng mắm của người ta. Ước tính 150 lít nước mắm bị vỡ, thiệt hại 22 triệu đồng. Nhưng người mẹ lại không hề xin lỗi, còn cãi nói rằng con không có nghịch. Sau khi bên chủ gian nước mắm làm căng thì người mẹ gọi một đống người nhà đến. Người nhà cũng cho rằng họ sẽ không đền bù và họ sẽ đi về. Thậm chí còn cãi ngang rằng thằng bé kia cho công an giữ thì giữ hay là chủ tiệm cứ giữ cháu lại. Gia đình chỉ quyết định ủng hộ cho chủ tiệm tầm 1 triệu đồng mà thôi, lấy thì lấy. Điều này đã khiến chủ tiệm mắm cũng như đội ngũ bảo vệ hội chợ vô cùng bức xúc. Hiện câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi vô cùng gay gắt trên mạng xã hội. Còn bạn, quan điểm của bạn như thế nào? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.